quay trở lại với kênh review dụng cụ đồ nghề của bác xe Tool nha. Và hôm nay mình sẽ review nhanh cho các bạn xem một cái bộ kìm đa năng của hãng Malador, thương hiệu từ Đức. Thì trước khi review chi tiết từng sản phẩm thì mình sẽ nói sơ qua về cái hãng Malador này. Đây, Malador là một hãng dụng cụ đồ nghề chuyên sản xuất những cái dụng cụ đồ nghề dành cho những công việc phục vụ cái công việc như là workshop, rồi sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trong nhà máy, nhà xưởng. Thì về chất lượng và độ bền của hãng này thì không phải bàn nữa rồi, và chắc hẳn là nhiều anh em cơ khí, nhiều anh em làm bên em trong ngành cơ khí ấy, thì cũng sẽ biết nhiều đến cái hãng này. Thì và hiện tại là HCE Tool đang là nhà phân phối chính thức và độc quyền của hãng Matador tại Việt Nam. Nên là các bạn có yêu cầu về hàng dụng cụ đồ nghề của hãng Matador này á, thì có thể liên hệ trang web bên mình, đó là hcetool.com, để bên mình có thể tiến hành tư vấn và báo giá sản phẩm cho các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành review chi tiết về cái bộ sản phẩm này. Thì cái bộ này nó gồm 4 chi tiết, và nó sẽ được đặt trong một cái hộp như thế này đây. Hộp này. Rồi, đây là thương hiệu Matador, logo Matador. Rồi, còn có Đức đây, Made in Germany đây. Và sản phẩm là 0556 9040. Matador.de là trang web này. Web của hãng này. Rồi. Có mở sẵn ra một hộp rồi, thì giờ mình sẽ review từng cái cho các bạn xem. Thì trong cái bộ sản phẩm này nó sẽ gồm 4 cái kìm. Thứ nhất là cái kìm điện, là kìm đa năng, thứ hai là kìm cắt, thứ ba là kìm mũi nhọn, thứ tư là cái kìm mở quản, kìm dùng để mở ống nước. Mình sẽ review cái kìm về kìm đa năng trước. Đây, tổng thể của cái kìm này đây. Thì cái kìm này chiều dài nó là 180 mm. Đấy. Trên thân á, chữ là logo là Matador nè. Mã của kìm này là 500. Rồi. Bề mặt kìm là được làm nhám này, được phủ nhựa và làm nhám. Đây, được bột nhựa, một cái kháng này là bột nhựa và làm nhám này. Rồi, đây có gờ để chống trượt tay. Rồi. Đây là kìm đa năng, nó có, tại sao gọi là kìm đa năng? Tại vì có nhiều chức năng. Đầu tiên chúng ta thấy ở trên cái đầu của nó có cái lỗ nhỏ này. Thì cái lỗ này là chúng ta dùng để uốn kẽm á. Thì khi cần uốn kẽm thì ta đưa vô lỗ người ta uốn. Rồi tiếp theo là cái phần răng cưa. Phần răng cưa này thì chúng ta dùng để kẹp để giữ động vật. À. Rồi tiếp theo đây có cái phần để mở bu lông nè. Bu lông này. Thì cái điểm hay của kìm này là cái phần mở bu lông của nó thì nó được làm rộng ra và nó có cái độ sâu. Chúng ta nhìn vô nó có độ sâu nè, để khi mà chúng ta mổ bu lông chúng ta có thể ôm trọn được cái đầu bu lông để tránh bị trượt, bị tròn đầu bu lông á. Rồi ha. Thì cái này cũng mổ bu lông là chức năng là nó đa năng, nó mở chính thôi, chứ mổ bu lông vẫn tốt nhất là dùng cờ lê nha các bạn. Chúng ta để mở đỡ trong trường hợp còn không có cờ lê thôi, nên nó tiện thôi. Rồi tiếp theo là cái phần lưỡi cắt của nó, bên trong là cái phần lưỡi cắt. Đây, lưỡi cắt nè, nó bén ha. Và cái kềm này thì ở trên đầu nó được làm những cái đường gân này, bên trong là cũng có những cái đường gân này đó. Đấy. Không có nè. Cái điểm thiết kế đặc biệt của hãng Lado này á là thiết kế cái phần tay cầm ở sau cái cán á, để khi mà chúng ta cầm thao tác lâu á, trong thời gian lâu á, thì nó không bị mỏi ở cái lòng bàn tay này, nó không bị mỏi đó, điểm rất là hay á. Rồi tiếp theo mình sẽ review cái kìm kìm cắt nha.
Đây, cái kén nó cũng giống như cái kia đây, làm nhựa, bằng nhựa làm nhám, cái gờ đây, rồi dùng nó móc in Germany, power là cũng được, là cắt lớn nè, rồi đây cũng là bằng gân nè, chúng ta sẽ muốn bằng lưỡi cắt của nó nha, đây bằng lưỡi cắt nè. Biển á. Rồi. Google Matador mã là 530. Thì cái kiếm này nó độ cứng của nó, thì là 62 HRC. Nên là anh em có thể các bạn có thể cắt thoải mái nha. Và cái phần lưỡi cắt này nó được tôi rất là kỹ. Tôi rất là kỹ, rất là cứng cáp á. Nó chuyên cắt mà, nên là anh em tự cắt thoải mái. Tiếp theo là cái kìm mũi nhọn. Cái kìm mũi nhọn này thì nó chiều dài nó là 205 mm. Tay cầm nó cũng tương tự nè. Và những cái phần tay cầm này thì nó ốp rất là sát vô trong cái kìm bên trong đó nha. Thì là anh em có thể xài thoải mái, các bạn xài thoải mái, không sợ trường hợp xài lâu ngày nó bị giục ra, nếu như nó bị rộng ra là nó giục cái tay cầm này ra thì trường hợp đó là không xảy ra được. Rồi. Đây là cái phần đầu của lưỡi cắt nó đây, cái phần đầu của nó đây, đầu nó có phần răng cưa, là một đoạn khá là dài để chúng ta giữ vật thể, giữ vật nó kẹp giữ, nó không bị trượt. Rồi. Tiếp theo là phần bộ lông này, bộ lông nhỏ thôi. Đấy. Sao đây? Đây cũng còn lưỡi cắt đây. Cắt này nó cắt cũng đoạn hơi nhỏ. Chung là kìm này cũng giống, cũng tương tự như cái kìm mà đa năng kia mà nó mũi dài hơn. Cũng khá là đa năng á, mã là 585. Rồi, tiếp theo mình sẽ review cái kìm ốc vạ, kìm ốc vạ để mở ống nước. Đây à, Google Matador, mã là 556. Rồi, đây nó dài là 240 mm nha. Thì ở ngoài sau nó thì nó phủ cái lớp nhựa, cái nhựa để bọc cái tay cầm để chúng ta cầm thao tác không bị đau tay. Rồi, đây là phần đầu kìm, đầu kìm này cũng cái phần răng cưa để giữ cái vật thể nè, răng cưa nè, bên trong cũng răng cưa luôn nè, cho bạn thấy rõ nè. Rồi, trước cho nó chỉ vô nè, nhẹ lắm à. Thì bốn cái kìm này là bốn cái mà sử dụng phổ biến cho các công việc mà thường ngày hoặc là công việc trong một cái nhà máy nhà xưởng, thì dùng bốn cái kìm này là bốn kìm chính là chúng ta có thể thao tác gần như là những cái công việc mà phổ thông chúng ta có thể dùng những cái kìm này là đủ rồi, những công việc mà thông thường thôi. À, rồi thì cái phần review nhanh của mình đến đây thì kết thúc, thì cũng cảm ơn các bạn đã xem video, thì mình cũng xin nhắc lại lần nữa là các bạn cũng có yêu cầu về cái hàng về Matador, của hãng Matador, hàng dụng cụ đồ nghề của hãng Matador này, thì có thể liên hệ bên mình bên trong web hxeatu.com, thì sẽ có các bạn xe bên mình tiến hành tư vấn cho các bạn. Và trên trang web đó sẽ có những số hotline, các bạn có thể liên hệ cái số đó thì các bạn xe sẽ tư vấn cho các bạn. Thì nếu các bạn thấy hay thì có thể like video này và comment xuống cái video này để các bạn SEO mình có thể tư vấn cho các bạn ha. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Chúc các bạn và gia đình nhiều sức khỏe. Tạm biệt.